dịp Tết đến. Đó là dịp để sinh viên hai điểm Bắc quây quần như một gia đình và quảng bá văn hóa tới bạn bè quốc tế. Đặc biệt hơn thế, đó là để gìn giữ những nét truyền thống cho thế hệ người Đức gốc Việt. Năm nay là cái Tết thứ tư của Noga, mặc dù cháu chưa hiểu hết ý nghĩa của Tết, nhưng cháu luôn là cầu nối giữa mọi người. Gian dần trôi quá nhanh, quanh đi ngoảnh lại đã thấy tới tháng 12. Xó dây đàn chơi mà chưa đã tay, TikTok thời gian gần kề năm mới rồi. Mới Tết đến thì Hội Sinh viên Việt Nam tại Heidelberg có đôi lời muốn gửi đến mọi người. Bình thân năm mới tới rồi. Xin chúc mọi người nhà nhà hạnh phúc an khang. Bên xung họp muôn vàn niềm vui. Chúc mừng năm mới. Tấm thoát thời gian dần trôi quá nhanh. Quanh đi ngoảnh lại đã thấy tươi.